Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một chiếc quạt máy 12V có công suất khoảng 20W nha các bạn. Chiếc quạt này nó có công suất từ 20 đến 25W gì đó. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Chiếc quạt này nó chạy bình ắc quy 12V. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn như thế này thấy nó không khác gì chứ quạt điện 220V nha các bạn. Và hôm nay á mình sẽ test cho các bạn xem liệu cái quạt 12V này á nó có mạnh như cái quạt điện 220V không. Và khi chúng ta sử dụng những cái quạt 12V như thế này á thì chúng ta được lợi những thứ gì? Khi mà mình mới mua các bạn thì nó sẽ rời ra từng bộ phận, rồi sau đó mình sẽ lắp ráp lại thành một chiếc quạt như thế này. Đó. Mình sẽ quay một vòng cái quạt điện 12V này cho các bạn xem. Đây. Đây là cái nút để chúng ta bật các số nha các bạn. Đây. Còn cái này là để chúng ta nâng nâng cái quạt lên cao hoặc là hạ xuống thấp. Đây. Nó y như quạt điện 220 luôn các bạn. Đó. Còn dưới đây là cái chân đế. Mình sẽ quay mặt trước cho các bạn cùng xem. Cái quạt này á nó có cái đường kính của cắn là 40 nha các bạn. Đây, một gang tay của mình nè. Hai gang nè. Và khi lúc mà mình mua cái quạt này các bạn thì á nó không phải là cái vít cắm này đâu các bạn. Nó là cái dạng cái kẹp bình ắc quy á các bạn. Cái kẹp bình ắc quy á, nhưng mà tại vì mình sử dụng cái ổ điện 12V đó cho nên mình đã bỏ cái kẹp bình ắc quy rồi. Mình đã đấu một cái vít cắm 12V và mình sẽ cho các bạn xem cái ổ điện 12V của mình. Đây. Đây là cái ổ điện 12V của mình đã kết nối với bình ắc quy 12V. Đây. Và khi các bạn sử dụng cái quạt 12V á thì các bạn phải lưu ý một điều. Khi các bạn nối điện ra cái ổ điện 12V như thế này á thì các bạn phải có cái bút thử điện hoặc là các bạn phải phân biệt ra được cái lỗ nào là lỗ dương, cái lỗ bên nào là lỗ âm nha các bạn. Như mình đây, mình đánh dấu đây. Đây là cộng, là dương đây. Còn dấu trừ là âm đây. Nếu mà các bạn không đánh dấu như vậy nè thì khi á các bạn á cắm á cái quạt á nó sẽ chạy ngược nha các bạn. Nó không cái quạt của bạn nó sẽ không hư nhưng mà nó sẽ chạy ngược. Có nghĩa là nó thổi cái gió ngược về đằng sau cái quạt các bạn. Cho nên trên cái ổ điện mình cũng đã đánh dấu âm dương, mình đã đánh dấu nè. Và trên cái vít cắm mình cũng đã đánh dấu nè. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cắm vào, mình sẽ test cho các bạn xem. Đây. Dương với dương, âm với âm nè, cắm vào nè. Đó. Như vậy là mình đã cắm quạt. Và sau đây mình sẽ tiến hành bật quạt. Đây là công tắc bật. Mình sẽ bật quạt. Như vậy là quạt đã chạy. Rất là mát nha các bạn. Quạt quay rất là mát, rất là mát. Đây. Nói chung cái quạt này á nó không khác gì quạt 220V đâu các bạn. Y như là cái quạt bình thường các bạn sử dụng á, rất là mạnh, rất là mát. Mà cái quạt 12V này á nó có một cái lợi thế các bạn biết là gì không? Đó chính là nó ăn dòng rất là ít điện nha các bạn. Các bạn sử dụng cái quạt này á, các bạn rất là tiết kiệm điện luôn. Tại vì cái quạt này á nó khoảng từ 20 đến 25W. Thông thường các bạn sử dụng cái quạt điện là 220V á thì cái quạt đó nó khoảng từ 45 đến 60W. Còn cái quạt này á nó tiêu thụ bằng nửa cái số điện mà những cái quạt điện 220V khác. Và để chứng minh cho các bạn xem, mình sẽ cho các bạn coi cái dòng tải của cái quạt này. Xem coi mình nói có đúng là 20 đến 25W không nha.
Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái công suất của cái quạt 12V này. Đây, cái ổ điện 12V á thì mình lấy ra từ cái nguồn tải của cái bộ nẹp xua này. Và sau đây mình sẽ cho các bạn xem cái dòng tải ra là của cái quạt đó này. Đây, cái dòng của cái quạt đó đang hoạt động là các bạn có 2,1 ampere. Và sau đây mình sẽ tính công suất cho các bạn xem. Cái quạt này nó ăn dòng là 2,1 ampere, thì chúng ta lấy 2,1 nhân với cái điện áp hiện tại của mình là 12V, thì mình sẽ lấy 2,1 nhân 12V, thì mình tính sơ qua cái kết quả thì mình sẽ cho ra cái công suất của cái chiếc quạt này á là khoảng 25W nha các bạn. Đó, một chiếc quạt điện chạy rất là mạnh, khoảng 25W điện. Những ngày cúp điện á thì cái hệ thống ắc quy mini là của mình nè. Các quy bộ mắc ắc quy mini này của mình á có dung lượng là 110 ampere. Thì nếu mà 110 ampere này á, nếu mà mình để chạy cái quạt này á thì phải chạy mấy ngày nó mới hết các bạn, chạy 2 ngày nó mới hết được cái bộ ắc quy đó. Thì bình thường nếu mà một ngày cúp điện á thì mình sẽ sử dụng hai cái quạt và một cái bóng đèn. Đây, hai cái quạt, một cái bóng đèn thì mình chạy một ngày là thoải mái nha các bạn. Mình chạy một ngày thoải mái, không hết điện được. Đó, cho nên cái hệ thống ắc quy mini của mình á rất là tiện lợi cho những ngày cúp điện đột xuất, chúng ta vẫn có quạt xài. Và cái quạt này á mình mua ở trên mạng á với giá là 200.000. Đó, nếu các bạn nào á những cái dòng quạt mà 12V như thế này á mà muốn mua á, có thể để lại bình luận ở phía dưới video, mình sẽ đưa cái đường link mua hàng cho các bạn. Và video mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay á thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.